Không sao. Mang con mợ đi á? Mợ đi người ta lấy mất đi thì làm sao? Ừ? Có tủ người ta mở ra người ta lấy đi. Không, các bạn thấy bảo wow trên đâu hút chơi xong các bạn lấy của đàn đi. Mai đi đâu? Bà Tây lại đàn ở ngoài á? Bà Tây lại đàn ở ngoài. Chỉnh các quần áo lên chưa? Chọn một con mợ luôn. Mai đi đâu? Mai đi đâu? Mai đi đâu nhỉ? Mai đi đâu? Mang mợ nhưng mà để tủ. Để tủ chỗ cái cặp á. Đúng không? Rồi cho bạn cười cho. Ok. Cười cũng được. Con trai mang con mợ hồng đi. Con cười cũng được. Ok. Cho mang một bữa. Mai nhá. Mai mang mợ đi đến rồi rồi bỏ ở chỗ cái tủ á. Ok. Thì thỉnh thoảng mà cái tủ đó là để cho ở trong lớp hay ở ngoài lớp? Trong lớp mở ra mở vào được không? Vì ra thơm gái rồi lại thôi lại quay ra học. Không phải ôm ra, không phải lúc nào cũng ngồi ở ghế mà ôm mợ nha. Mợ phải bỏ vào chỗ chỗ cái tủ của Đạt đúng không? Đạt ở lớp Đạt có cái tủ không? Thì bỏ mợ vô tủ. Lúc về phải nhớ mang về không quên. Nếu là sáng mai đi học mang mợ đi nhá. Rồi. Rồi. Rồi, thế mai đi học nhá. Bây giờ thơm gái coi. Nhớ không? Bữa sau mà lấy vợ cho anh đi cùng không? Ừ. Bữa sau mà lấy vợ cho anh mợ đi cùng không? Có Bạn gái cười chít. Được chưa? Hết Superat chưa? Chưa. Vẫn Superat à? Tại sao? Đến mai là đi học xong rồi thứ bảy chủ nhật là lại ở nhà. Mợ đi. Thì mang mợ đi.